Rất vui được gặp lại quý anh chị, quý hàng, các anh chị đầu tư đang xem trên kênh YouTube Nhà Đất Hồng Sơn. Buổi chiều hôm nay mình sẽ review giới thiệu cho quý vị một căn nhà góc hai mặt tiền đường rất là đẹp. Vị trí góc hai mặt tiền đường, căn nhà hôm nay mình giới thiệu cho quý vị có diện tích là chiều ngang ở đầu là 5,5 m, ở đuôi nở hậu là 6,5 m, có chiều dài là 16 m. Tổng diện tích của căn nhà này là 83 m². Nhà full thổ cư, được chủ nhà thiết kế 1 trệt 2 lầu, đúc 3 tấm kiên cố quý vị nhé. Nhà này có view đẹp, thông thoáng, quý vị có thể vừa ở vừa mở văn phòng công ty, kinh doanh buôn bán, làm văn phòng đại diện được ở trên trục đường này. Nhà này có hướng là hướng chính nam quý vị nhé, hướng phụ là hướng tây, và có con đường phía trước rộng tầm khoảng là 8 m thông, vỉa hè mỗi bên là 3 m. Khu vực này được nằm trong một khu dân cư cao cấp, an ninh yên tĩnh của thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, vị trí thuộc phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương quý vị nhé. Nhà này rất gần với nhà thờ Bà Trà, gần với Ủy ban nhân dân phường Bình Chuẩn, một vị trí rất là thuận tiện cho quý vị vừa ở vừa đi làm, an cư lạc nghiệp trên trục đường này. Và đây là mặt tiền trước quý vị nhé. Trước nhà thì được chủ nhà trồng 2 cây, bên hông này thì có 1 cây mận này, phía trước có 1 cây vú sữa quý vị nhé. Mình tham quan khu vực view bên hông một xíu rồi mình sẽ cùng di chuyển vào trong tham quan chi tiết ở trong. Công năng sử dụng gồm phòng khách, phòng bếp, nhà này có 3 phòng ngủ, 4 phòng vệ sinh, phòng giặt, phòng thờ, và có sân thượng trước sau cũng như hệ thống ban công, được chủ nhà làm đầy đủ hết quý vị nhé. Nhà hai mặt tiền đường thì rất là thông thoáng, vị trí rất là đẹp. Bây giờ mời quý vị mình vào trong tham quan chi tiết khu vực ở trong nhà. Đây chủ nhà có trồng cho mình cây mận rất là lớn này. Khu vực trước sân này thì mình có để đậu xe hơi, xe 7 chỗ thoải mái ở khu vực này. Và bên đây thì chủ nhà có là một hòn non bộ ở đây quý vị nhé. Ở đây có tiểu cảnh hòn non bộ ở đây. Và giá căn nhà này thì đang được chính chủ gửi bên Nhà Đất Hồng Sơn chào bán với mức giá là 6 tỷ 500 triệu đồng. Giá này thì vẫn còn được thương lượng trực tiếp với chủ nhà. Đây là mặt tiền này. Mặt tiền được chủ nhà ốp gạch lên tới trên, và xung quanh chủ nhà có DJ chờ camera sẵn hết quý vị nhé. Cửa chính thì được chủ nhà làm 2 lớp cửa, ở ngoài là một lớp cửa quân đức, phía trong có thêm một lớp cửa nhôm sinh pha kết hợp với kiến cường lực. Di chuyển vào trong khu vực phòng khách, phòng khách thì được chủ nhà kê một bộ bàn ghế gỗ gò đỏ rất là lớn, cộng với kệ tivi bằng gỗ gò đỏ luôn quý vị nha. Căn nhà này toàn gỗ không, tất cả nội thất đều được để lại cho quý vị khi mua về ở. Phía trên là trần gỗ phô mu kết hợp với quạt trần và hệ thống đèn led, đèn chiếu sáng ở trên. Tất cả xung quanh hệ thống cửa của căn nhà này thì đã được chủ nhà gắn rèm đầy đủ cho quý vị rồi. Sàn thì được chủ nhà lót gạch bóng kiến giả đá loại 1 khổ 80-80 vân đá quý vị nhé. Một căn nhà rất là đẹp với diện tích là 83 m², được thiết kế như là một biệt thự mini. Quý vị có nhu cầu đi xem căn nhà này thì hãy liên hệ với Nhà Đất Hồng Sơn qua số điện thoại 0973 114 255 hoặc số 0983 155 009. Quý vị đi xem căn nhà này thì hẹn Nhà Đất Hồng Sơn ở ngã tư Bình Chuẩn hoặc Ủy ban nhân dân phường Bình Chuẩn hoặc ở cổng nhà thờ Bà Trà. Khu vực này rất là gần với nhà thờ Bà Trà hoặc các trường cấp 1, cấp 2, cấp 3, rất là gần quý vị nhé. Tất cả đồ nội thất của nhà này đa số được chủ nhà làm bằng gỗ gò đỏ này. Trong đây có thêm một bộ bàn ăn, 8 ghế ở khu vực này bằng gỗ gò đỏ luôn quý vị nhé. Còn hồi nãy bộ bàn ghế của phòng khách là gỗ hương. Phía trên khu vực trần chỉ thạch cao của phòng bếp cũng được chủ nhà làm trần phô mu luôn quý vị nhé. Bếp thì được chủ nhà làm 2 dàn, tủ trên và dưới kết hợp với 1 tủ rượu ở bên hông.
Bên đây thì mình có khoảng trống kê được một tủ lạnh 4 cánh size lớn ở khu vực này. Và nhà mình sẽ có một phòng vệ sinh ở cuối căn nhà. Và đây là khu vực chậu rửa này. Và đây là phòng vệ sinh ở cuối căn nhà. Nhà này gồm có 4 phòng vệ sinh luôn quý vị nhá. Nhà này gồm có 4 phòng vệ sinh luôn. Nhà góc hai mặt tiền đường rất là sang trọng và đẹp. Hệ thống trần chỉ phơ mu được chủ nhà làm sơn bóng cực kỳ đẹp luôn. Với mức giá 6 tỷ 500 triệu đồng là quý vị sở hữu một căn nhà góc hai mặt tiền đường đẹp như thế này. Quý vị hãy liên hệ với nhà đất Hồ Sơn để mình đi xem trực tiếp, xem nhà, xem pháp lý sổ hồng và đàm phán giá cả trực tiếp với chủ nhà để quý vị mua được mức giá tốt nhất. Anh chị đang có nhu cầu mua ở, mua đầu tư, mua cho thuê những sản phẩm mà nhà đất Bình Dương bên kênh YouTube nhà đất Hồng Sơn có đăng rất là nhiều sản phẩm trên YouTube này, Zalo, Facebook, Fanpage, TikTok đều mang từ khóa nhà đất Hồng Sơn. Quý vị hãy gõ từ khóa lên các Google là sẽ ra những sản phẩm bên Hồng Sơn đăng quý vị nhé. Lên tới lầu trên, lầu này sẽ có 2 phòng ngủ và 2 phòng vệ sinh riêng trong phòng. Đây là phòng ngủ master luôn quý vị nhé. Phòng ngủ cực kỳ rộng luôn, có bàn làm việc, bàn đêm, giường, tủ áo, kệ để túi sách cộng với phòng vệ sinh riêng trong phòng. Đây là phòng vệ sinh riêng luôn nhé, đầy đủ hết nội thất từ bồn cầu, chậu rửa, vòi tắm đứng, massage sen thiền, bồn tắm nằm, gương soi được chủ nhà trang bị đầy đủ hết cho quý vị mua về chỉ việc ở thôi. Bàn trang điểm này. Bây giờ mời quý vị sang tới khu vực phòng ngủ thứ hai. Đây cũng gọi là phòng master rồi quý vị nhé. Đầy đủ nội thất này. Quý vị nhìn thấy khu vực phòng vệ sinh riêng trong phòng, nội thất đầy đủ hết, nội thất rất là sang trọng quý vị nha. Đáng đồng tiền bát gạo với mức giá 6 tỷ 500 triệu đồng là mức giá không hề nhỏ, nên quý vị bỏ ra một số tiền thì sẽ sở hữu được một căn nhà đẳng cấp như thế này. Nhà này thì có lan can sân thượng xung quanh quý vị nha. Giường này, tủ áo, bàn đêm, kệ để tủ sách được chủ nhà trang bị đầy đủ hết. Hệ thống trần chỉ thì cao, trên lầu được chủ nhà làm giật cấp và gắn đèn hắt trần khá là đẹp nha. Bây giờ mời quý vị lên lầu trên cùng để ta tham quan và khám phá hết khu vực ở trên. Quý vị nhìn thấy khu vực cầu thang này được chủ nhà làm gỗ gò đỏ rất là sang trọng và đẹp. Cầu thang thì được chủ nhà làm đá hoa cương kim sa màu đen kết hợp với màu trắng rất là nổi bật nha. Lên lầu trên cùng. Lầu trên đây mình sẽ có thêm phòng ngủ tiếp theo ở đây này. Phòng ngủ đây quý vị nha. Và kế bên phòng ngủ thì sẽ có cửa sổ chỗ xa khu vực sân phơi. Phòng ngủ này cũng khá là rộng, tầm khoảng 17-18 mét vuông. Và bên đây là khu vực phòng vệ sinh thứ tư của căn nhà. Quý vị đang xem trên kênh YouTube nhà đất Hồng Sơn chuyên bán nhà thành phố Thuận An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, cũng như khu vực thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh và các địa phận lân cận như là thành phố Biên Hòa, Đồng Nai hoặc là Tân Uyên, Bình Dương nhé. Ở đây thì sẽ có đường lên trên sân thượng để mình kiểm tra hệ thống nóng lạnh năng lượng mặt trời. Và dưới đây thì là khu vực sân phơi rồi. Mình kê máy giặt sân phơi ở đây nhé. Bên đây thì mình sẽ có cửa để sang khu vực hành lang bên hông. Và phía trước là khu vực phòng thờ này. Phòng thờ này khá là rộng. Chủ nhà thiết kế đây làm phòng ngủ luôn quý vị nhé. Vì đây có đi đường chờ máy lạnh này, có cửa đầy đủ hết. Phòng này rất là rộng.
Đây, phía trước là view ban công. Mình có sân thượng bên hông này. View ban công đây quý vị nhé. Một căn nhà rất là đẹp với mức giá 6.500.000.000 đồng. Đường phía trước này, nhà mình ngay ngã tư quý vị nhé. Ngay góc ngã tư. Rồi, cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Nếu thấy căn nhà này đẹp hợp lý thì hãy tặng cho mình xin một tim, một like quý vị nhé.